Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Sau những trận đấu căng thẳng vòng Playoff World Cup và loạt trận giao hữu quốc tế, nhịp lăn của trái bóng tròn tạm nghỉ, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chuyển nhượng cũng như hậu trường đáng chú ý nhất suốt 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Real Madrid chia tay bộ đôi tiền đạo để dọn đường cho Mbappe và Haaland. Huyền thoại Liverpool ủng hộ Erik ten Hag dẫn dắt Man United. Borussia Dortmund không chắc chắn về tương lai của Haaland. Real Madrid nhắm sao người Đức để thay thế gốc thủ. Kylian Mbappe và Erling Haaland đang được coi là hai món hàng hot trên thị trường chuyển nhượng mùa hè này. Hợp đồng của cậu bé vàng nước Pháp với Paris Saint-Germain sẽ đáo hạn vào tháng 6. Trong khi đó, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 75 triệu euro của tiền đạo người Na Uy sẽ được kích hoạt. Khả năng cao Real Madrid sẽ có được Kylian Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè. Los Blancos đã quyết định chơi lớn khi lên kế hoạch chiêu mộ luôn cả Erling Haaland. Theo tờ Sport, để dọn đường cho hai thương vụ đình đám này, kênh trắng nhiều khả năng sẽ đẩy đi hai ngôi sao của mình là Marco Asensio và Rodrigo. Mặc dù số trận ra sân của bộ đôi này lần lượt là 33 và 35, nhưng huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn quyết định hy sinh hai chân sút nói trên cho kế hoạch đại tu đội hình của Los Blancos. Paul Pogba được đồn đoán sẽ rời Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Hợp đồng của anh với đội chủ sân Old Trafford sẽ đáo hạn sau khi mùa giải này khép lại. Rất nhiều điểm đến lý tưởng đã được vạch ra cho tiền vệ người Pháp, có thể kể đến như Paris Saint-Germain, Real Madrid và đặc biệt là mái nhà xưa Juventus. Nhưng có lẽ viễn cảnh Pogba trở về sân Allianz sẽ không trở thành hiện thực. Theo Calcio Mercato, ba đâm gia thính Turin đã lên tiếng về thương vụ này khi cho biết đội bóng sẽ không thể đáp ứng được mức lương mong muốn của cầu thủ sinh năm 1993. Hiện tại Pogba kiếm được 15 triệu euro mỗi mùa ở sân Old Trafford, nhưng phía Juve chỉ chấp nhận con số này ở mức là 8 triệu euro. Vì vậy, gần như chắc chắn tiền vệ này sẽ không thể đầu quân cho đội bóng cũ, mà thay vào đó anh sẽ phải xem xét những biến đổi khác vào mùa hè. Otavio là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trong hai chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng playoff tranh vé dự World Cup. Anh đóng vai trò quan trọng ở mặt trận tấn công huấn luyện viên Fernando Santos khi luôn là mối hiểm nguy thường trực ở cánh trái của Seleção châu Âu. Theo Fichaje, nhờ những màn thể hiện tốt trong hai trận đấu gần đây, Otavio đã lọt vào tầm ngắm của hai ông lớn ở Premier League. Cụ thể ở đây là Man United và Liverpool. Nửa đỏ của thành Manchester đang đau đầu về việc tìm một cái tên chất lượng trên hàng công khi Rashford nhiều khả năng sẽ ra đi vào cuối mùa giải. The Kop cũng được cho là mong muốn tìm kiếm một chân sút nhằm thay thế Mo Salah trong trường hợp vua Ai Cập không gia hạn hợp đồng. Hiện tại hợp đồng của chân sút năm nay 27 tuổi với Porto còn tận năm 2025 và anh đang được định giá vào khoảng 20 triệu euro. Man United đang gấp rút trong công cuộc tìm kiếm thuyền trưởng mới cho đội bóng, nhất là khi huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ chuyển sang vị trí mới sau khi mùa giải này khép lại. Có rất nhiều cái tên đình đám được Quỷ Đỏ nhắm đến, nhưng Erik ten Hag là người có cơ hội lớn nhất ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford. Báo chí Anh đưa tin ba lãnh đạo Man United đã có buổi phỏng vấn với nhà cầm quân này. Khả năng ấy lại càng được củng cố khi mới đây, một huyền thoại Hà Lan khác là Đức Cao đã lên tiếng ủng hộ việc Erik ten Hag tiếp quản nửa đỏ thành Manchester. Cụ thể, cựu cầu thủ của Liverpool cho biết, Erik ten Hag là huấn luyện viên tuyệt vời và giàu kinh nghiệm cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi biết một số người nghi ngờ trình độ tiếng Anh của ten Hag, nhưng anh ấy đã cải thiện tốt nó với tư cách một huấn luyện viên, và tôi nghĩ anh ấy sẽ làm tốt ở bất kỳ đội bóng hàng đầu nào tại châu Âu. Theo tờ Sport, AC Milan đang dành sự quan tâm của mình cho Eden Hazard của Real Madrid. Hợp đồng của cầu thủ người Bỉ với Los Blancos sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải 2024. Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Santiago Bernabeu vào năm 2019, Eden Hazard luôn phải vật lộn với chấn thương khác nhau cũng như căn bệnh dễ tăng cân của mình. Mới đây, trang chủ của Real Madrid đã xác nhận cầu thủ người Bỉ sẽ phải nghỉ thi đấu trong một khoảng thời gian khá dài để lên bàn phẫu thuật nhằm chữa trị dứt điểm chấn thương mắt cá. Nhưng có lẽ sau khi trở lại, anh cũng không được trao nhiều cơ hội ra sân khi Los Blancos sẽ tiến hành cuộc cải tổ mạnh mẽ ở ngay mùa hè này. Trong bối cảnh ấy, ra đi sẽ là một lựa chọn khôn ngoan cho Hazard nhằm giúp anh có thêm thời gian ra sân để chiến đấu trong một suất dự World Cup cùng đội tuyển Bỉ vào cuối năm. Là một trong những cái tên được đồn đoán sẽ ngồi vào chiếc ghế nóng ở sân Old Trafford sau khi mùa giải này khép lại, chắc hẳn huấn luyện viên Luis Enrique đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ báo giới cho vấn đề này. Mặc dù được phía thượng tầng của Quỷ Đỏ thực sự ngưỡng mộ nhà cầm quân 51 tuổi, nhưng ông có vẻ không hứng thú với viễn cảnh sẽ tiếp quản đội bóng nửa đỏ thành Manchester. Đứng trước những tin đồn về việc dẫn dắt Man United, chứa được ra người Tây Ban Nha đã phủ nhận những thông tin ấy và cho biết ông chỉ tập trung vào vòng chung kết World Cup được tổ chức ở Qatar cuối năm nay. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, huấn luyện viên Enrique nói: "Không có bất cứ vị trí nào mà tôi muốn đảm nhận lúc này.
hơn huấn luyện viên đại diện cho đất nước của mình tham dự World Cup tại Qatar. Tương lai của Erling Haaland đang là một trong những chủ đề hot nhất lúc này. Hàng loạt các ông lớn đều muốn có được chữ ký của chân sút sinh năm 2000 ở mùa giải tới. Nổi bật nhất là Manchester City. Nửa xanh thành Manchester vẫn đang sốt sắng trong việc tìm một tiền đạo cắm đích thực. Mặc dù có được những màn hủy diệt ở mùa giải năm nay, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola thừa nhận ông vẫn cần đem về một tiền đạo thực thụ và mục tiêu mà đội chủ sân Etihad nhắm đến, không ai khác ngoài Erling Haaland. Với tiềm lực tài chính của Man City, thượng tầng của Dortmund tỏ ra không chắc chắn về tương lai của tài năng trẻ 21 tuổi khi mới đây, chính giám đốc điều hành của Dortmund, ông Hans-Joachim Walker đã trả lời phỏng vấn Bild về vấn đề này. Erling Haaland chúng tôi vẫn không biết ý cậu ấy như thế nào, nhưng chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ không thể giữ Haaland nếu Man City đưa ra một mức giá kỷ lục. Điều đó xảy ra với Lewandowski và Aubameyang. Trước khi nghĩ đến việc chiêu mộ thêm nhiều cái tên chất lượng ở mùa sau, Man United đã lên kế hoạch ổn định bộ khung đội hình của mình. Theo ESPN, sau khi giữ chân thành công Bruno Fernandes, Quỷ Đỏ đã mở những cuộc đàm phán để gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford và Luke Shaw, hai cầu thủ được coi là trụ cột ở mùa giải trước của họ. Bộ đôi người Anh đã không còn giữ được phong độ ổn định của họ ở mùa giải này, khiến cả hai không được ra sân nhiều như trước. Rashford và Shaw đã phải đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích trong suốt mùa giải, nhưng Man United vẫn coi họ là những cầu thủ quan trọng của đội bóng và muốn đảm bảo tương lai cho hai cầu thủ này. Đội tuyển Anh đã để thua trước Azuri trên chấm phạt đền ở trận chung kết Euro 2020. Kết quả này được bắt nguồn từ pha sút luân lưu hỏng ăn của Marcus Rashford. Kể từ đó đến nay, tiền đạo thuộc biên chế Man United đã trở thành mục tiêu công kích của các anh hùng bàn phím mà đa phần trong số đó là những thanh thiếu niên. Mới đây, cơ quan truy tố đến từ Anh là CPS đã xác nhận bắt ra một thanh thiếu niên 19 tuổi vì đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội với Marcus Rashford sau trận chung kết Euro 2020. Cụ thể, cơ quan này đã phát lại một tweet của tài khoản có tên là Justin Lee Price được đăng sau trận chung kết với nội dung: Marcus Rashford, mày là một thằng ngốc da đen đã bỏ cơ hội mà đáng lý ra mày phải ghi bàn. Trong bối cảnh hợp đồng của Gareth Bale sẽ hết hạn khi mùa giải khép lại, cộng với việc Eden Hazard phải nghỉ thi đấu khoảng một thời gian dài, Real Madrid đang gấp rút trong việc chiêu mộ một chân chạy cánh chất lượng. Theo The Bill, Los Blancos đang quan tâm đến ngôi sao của Bayern Munich là Serge Gnabry. Cầu thủ người Đức đang được cho là không hài lòng với mức lương mà mình được nhận ở sân Allianz Arena. Hợp đồng của Gnabry với Hùm Xám sẽ hết hạn vào cuối mùa giải sau và Bayern Munich chưa có bất cứ một động thái nào trong việc gia hạn hợp đồng với anh. Nếu Kền Kền Trắng đưa ra một mức giá vào khoảng 40 triệu euro, họ hoàn toàn có thể mang Gnabry về với sân Santiago Bernabeu ngay mùa hè này. Đã có rất nhiều lần huấn luyện viên Jurgen Klopp phải phàn nàn về việc chỉ có 3 quyền thay đổi người trong mỗi trận đấu, điều chỉ tồn tại ở bóng đá Anh khi các giải đấu khác đã cho thay 5 người. Cuối cùng, Premier League đã phải thay đổi khi mới đây, tất cả các câu lạc bộ đã đồng ý phương án mỗi đội sẽ có 5 quyền thay đổi người trong một trận đấu kể từ mùa giải tới. Các quy tắc thay người đã được thay đổi khi Premier League trở lại sau đại dịch vào tháng 6 năm 2020. Những lúc đó, các câu lạc bộ đã bỏ phiếu về việc có nên giữ việc thay 5 người trong một trận đấu hay không. Và sau đó, quy tắc này đã không được áp dụng do có nhiều câu lạc bộ muốn chỉ có 3 quyền thay người trong trận đấu. Việc được thay 5 người trong một trận đấu sẽ giúp các đội bóng lớn giữ thể lực cho cầu thủ của mình khi họ phải tham gia nhiều đấu trường. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả và bình an.